Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Người Việt Nam có câu nói học ăn, học nói, học gói, học mở. Tôi thấy nếu như nó là giả hình chỉ bên ngoài thôi thì nó là xấu. Nhưng nếu như thực sự bạn được thay đổi từ bên trong thì bạn cũng cần phải thêm muối vào trong lời nói của mình. Chúa Giêsu nói, nhìn trái mà biết cây. Tôi có cậu con trai, Danny. Năm nay nó hơn 11 tuổi. Cái dáng đi của nó cách đây mấy tháng trước, nó đi kiểu này nè. Nó đi phía trước tôi bỗng nhiên nhìn thấy nó và nhớ lại cái dáng đi đó của tôi 30 năm trước. Tôi nhìn thấy dáng đi lất cất. Dáng đi không hiểu. Mà rõ ràng tôi nói với vợ tôi rằng cái này anh đâu có còn sống như vậy đâu. Cái này 32 năm trước anh đi kiểu như vậy. Và bây giờ thằng con của mình đi giống hệt như vậy. Và khi nhìn dáng đi của thằng con tôi nhớ lại bố của tôi. Tôi rất biết ơn ông đấy. Tôi biết ơn lắm. Càng sau này tôi càng hiểu cái nghiêm khắc của bố tôi có giá trị cho tôi sau này. Hồi đó tôi cũng đi kiểu như vậy. Mà không phải chỉ đi như nó bây giờ đâu, còn thêm một cái động tác khác mà tôi học được ở trường nữa là đi chân tòe đó. Vì đó là mấy cái đầu gấu. Bố tôi đã mang roi đánh tôi rất là nhiều lần về dáng đi đó. Bố tôi nói với tôi rằng, tại sao mày đi như vậy? Tôi nói rằng, thì làm sao mà khác được. Ông định nghĩa cho tôi thế nào là đi. Ông nói rằng rất nhiều những con người họ cứ tưởng đi có nghĩa là bươn lên phía trước, nhưng không phải. Động vật cũng bươn lên phía trước nhưng không phải là đi. Đi nó cần phải được học. Và ông đã dạy tôi cách đi. Ngồi ông dạy cách ngồi, để mà kiên nhẫn đọc hết trang sách. Đi ông dạy cách đi. Và cái đó đã thay đổi. Thay đổi tất nhiên bên ngoài thời bấy giờ, nhưng nó cũng ảnh hưởng tới tính cách của mình. Hồi đó cái dáng của tôi không phải như thế này. Dáng tôi là người bị còng kiểu thế này này, bụng đây nó phướn ra bên ngoài. Mẹ tôi cứ tưởng là bên trong tôi có nhiều run. Bụng phướn ra, ngược lép thụt ra bên trong và thích cái nào kia như vậy này. Cái dáng của tôi kiểu như vậy này. Mà mỗi lần đi kiểu thế này này thì mọi người hiểu được tôi ngày xưa nó khác thế nào. Thật ra tôi rất là muốn kể những cái thất bại, những cái quá khứ của tôi để cho bạn thấy rằng nó không phải tự nhiên. Cái gì cũng phải trả giá cho nó một kỷ luật. Và cuối cùng một cách duy nhất, tôi phải đứng sát vào tường. Đầu gối, mông đít, vai và đầu sát vào tường một đường thẳng. Đặt trên đầu một quyển từ điển thật là lớn và kẻ một đường ở phía trước này và đi như vậy. Chưa? Anh chị em ơi, vừa đi vừa khóc đấy anh chị em ạ. Ngồi nhìn. Mỗi lần mà mông nó cong lên, ngực trùng xuống là từ điển rơi. Rơi là vút. Lại đứng sát mông vào tường. Yeah. Và cho người nó thẳng lên. Và tôi mới hiểu ra một điều, đi không phải là bươn lên phía trước. Đi là ngực phải vươn ra, bụng thọp lại. Ở dáng đi không phải là dáng đi ẻo oải mà kiểu như là ngoi ngóp sống. Không, phải thay đổi. Amen. Nếu anh chị em thấy đấy có học, anh chị em về nhà thử xem. Áp dụng nguyên tắc như vậy, đứng sát tường, gót chân, mông đít, bể vai vào đầu, sát vào tường, đặt một cái nặng ở trên đầu và tập đi kém đường thẳng. Làm sao cho đầu mũi chân đi đúng một đường thẳng như vậy. Nếu có thích thì làm, mà không thì cũng cứ đi dáng của bạn cho nó oai hùng. Nhưng mà tôi muốn kể cho anh chị em biết về những gì mà tôi đã phải trải qua. Anh chị em ơi, nó có lợi lắm anh chị em. Hallelujah. Amen. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chúng ta phải học nhiều lắm. Yeah. Đại sứ đặc mệnh nước trời trước mặt người khác mà. Tính cách quan trọng. Cái đây vài tuần trước, báo chí của Hàn Quốc đã viết rất nhiều về một sự kiện. Đó là con gái một tỷ phú, chủ tịch một hãng máy bay, đã bắt một nữ tiếp viên trưởng trong một cái chuyến bay nọ phải quỳ gối xin lỗi bà ta, và bắt máy bay đó phải quay trở lại bến đỗ và mất mấy chục phút
để đuổi nữ tiếp viên trưởng này ra khỏi máy bay. Sau đó khi công luận đăng những bài báo đó lên, bà ta đã tới để đút lót cho cô nữ tiếp viên trưởng này và bắt cô câm miệng không nói. Người ta phanh phui vụ án và bố của cô ta là ông tỷ phú đó và chủ tịch hãng đã phải ra trước mặt báo xin lỗi vì đưa con gái của mình vào đuổi việc nó khỏi hãng. Sự việc có thể cô ta ngồi tù 10 năm. Bạn có thể chỉ nghe qua thông tin đó và lại đọc thêm một bài báo khác, và câu chuyện của nữ tỷ phú này có thể nó trở thành dĩ vãng trong đầu của bạn, và bạn lại bươn tiếp vào những câu chuyện giật gân khác mà không dừng lại đặt câu hỏi điều gì khiến cho cô gái con ông tỷ phú này xử sự như vậy, và con của chúng ta có thể rơi trong hoàn cảnh như cô gái này chăng. Nếu như bạn để lại ít phút suy ngẫm lại câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể nhận ra một điều tính cách vô cùng quan trọng. Cô gái này là nhiều tuổi rồi, có thể có tài quản lý kinh tế, có thể là người rất là giàu có và đẹp gái, nhưng tất cả những điều mà vừa liệt kê ra không khiến cô ta tránh khỏi tù, không khiến cô ta bỗng nhiên có một gia đình hạnh phúc, và cũng chả làm cho dòng dõi của cô ta được hạnh phúc và giàu có thành công sau này. Vì sao? Bởi vì đã có một ngày khi cô gái này được sinh ra, bố đã giàu sẵn rồi, không dạy con mình sự nhịn nhục và chịu đựng. Nó muốn hát, nó phải được hát đầu tiên, không cần phải xếp hàng. Nó đi vào cửa hàng đồ chơi, cứ cái nào nó thích, là người cố vấn hay là người bảo trợ nó phải mua bằng được, cho đỡ điếc tai. Bởi vì bố nó bận việc, mẹ nó bận việc, nó giao cho người bảo mẫu chăm sóc con. Thành ra bà ta quá chiều. Nó ăn mặc đẹp và lại được đi học nhiều về nhạc cụ, giọng hát được luyện, hát rất là hay, múa giỏi tay đàn. Bởi vậy cho nên ở chỗ nào, cô gái này cũng là người trung tâm. Nó chưa bao giờ được ai chỉnh về tính cách. Người ta cứ nghĩ rằng kiến thức tới, học thêm, hết năm này tới năm khác, làm đến 4 bằng đại học, nhiều bằng thạc sĩ là sẽ mang cho nó sự khôn ngoan tới, mang cho nó hạnh phúc tới. Không, tính cách. Không có người chồng nào hạnh phúc ở với một người nữ tiến sĩ, 4 bằng tiến sĩ mà tính thì lại trong một kép. Cái đó không. Bởi vậy cho nên tính cách quan trọng anh chị em. Tính cách bảo đảm cho một người đàn ông chịu đựng mà không ly dị vợ của mình. Tính cách bảo đảm cho một người nữ đoan hậu, gia đình ấm áp. Cho nên chúng ta cần tính cách quan trọng. Sự nhẫn nhục là một trong những tính cách đó. Sách Cô-rinh-tô 1 đoạn 13. Một lần nữa ông Phao-lô đã khẳng định một điều vô cùng quan trọng mà tôi và bạn đừng bỏ qua. Cô-rinh-tô 1 đoạn 13. Mở đầu câu Kinh Thánh này, chúng ta quên mất câu số 10, câu cuối cùng của đoạn 12. Kinh Thánh ngày xưa không chia đoạn. Ở phía trên có câu rằng tôi chỉ cho anh chị em một con đường tốt hơn. Tôi sẽ chỉ cho anh chị em một con đường tốt hơn. Đoạn 12 Cô-rinh-tô 1 nói về ân tứ Đức Thánh Linh. Đoạn 14 Cô-rinh-tô 1 nói về ân tứ chức vụ. Còn đoạn 13 Phao-lô chuẩn bị sau đoạn 12 nói rằng tôi chỉ cho anh chị em một con đường tốt hơn. Con đường đó là con đường nào? Bật Cô-rinh-tô 13 lên nào. Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu la hay chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được nói tiên tri cùng đủ mọi sự nhầu màu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Dừng lại ở ba câu này. Ba câu Kinh Thánh này liệt kê ra ba lĩnh vực quan trọng. Việc làm. Một, bạn có thể có đủ các ân tứ. Ân tứ quyền năng, ân tứ nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ. Bạn có ân tứ Đức Thánh Linh, nhưng nếu không có tình yêu thương thì vô tích sự. Điều thứ hai, bạn có thể có cả đức tin đến nỗi làm cho cả quả núi này nhấc lên quăng xuống biển, nhưng thiếu sự nhân từ thì đức tin đó là đức tin giết người, đức tin bất nhân. Phêrô nói rằng hãy hết sức của mình thêm cho đức tin sự nhân đức, thêm cho nhân đức học thức, học thức sự nhịn nhục. Bởi vậy cho nên điều thứ nhất,
dù bạn có ân tứ Đức Thánh Linh, dù bạn có đức tin từ lời của Ngài. Điều thứ ba, dù bạn có dâng hiến đến cả gia tài của mình, dâng hiến đến cả thân của mình chịu đốt. Bạn nói rằng nhầm rồi mục sư, dừng lại. Có ai mà chịu chết mà lại không bởi tình yêu? Có những người vì lý tưởng mà chết nhưng không hề yêu thương ai hết ạ. Mọi người hiểu không? Ví dụ bom cảm tử của những người thánh chiến Hồi giáo tự xưng bây giờ, ôm bom giết biết bao nhiêu con người khác, đâu có tình yêu thương. Sẵn sàng chịu chết đấy, chết nổ tung xác, không hề có tình yêu nào hết. Sự hận thù khiến cho người ta sẵn sàng chết. Ba điều mà ông Phaolô liệt kê: ân tứ Đức Thánh Linh đầy người, đức tin to bằng quả núi. Hai, sự dâng hiến chịu chết, nhưng nếu không có tình yêu thương thì vô tích sự. Định nghĩa thế nào là tình yêu thương? Nó trừu tượng quá à? Có nhiều chàng trai nói với cô gái rằng anh rất là yêu em, nếu không lấy được em anh sẽ treo cổ chết. Cô gái tưởng anh chàng này yêu cô ta đến chết, nhưng xin thưa, không phải, nó đang yêu nó đấy. Nó không hề yêu cô gái đó một chút nào. Vì nếu yêu cô gái đó thực sự thì sẵn sàng làm cho cô ấy hạnh phúc, chứ không phải dùng quyền ép cô ta lấy mình, nếu không thì tao sẽ tự tử. Thực sự mà nói đó là yêu bản thân. Nào, chúng ta cùng nhau xem từ câu số 4 trở đi, Côrintô 3, câu 1 đoạn 13 nào. Tình yêu thương mở đầu là gì? Hay nhịn nhục, không phải nhu nhược nha. Hôm trước tôi đã giải thích cho anh chị em thế nào là nhu nhược. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, tình yêu thương chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép. Hãy xem lại mà xem, nó rất trùng hợp với chín trái của Đức Thánh Linh. Nó rất trùng hợp với chín trái của Đức Thánh Linh. Chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương không phải là che giấu tội lỗi. Tình yêu thương là dám nói ra sự thật trong tình yêu. Tình yêu thương không phải là mù loà. Tiếp theo, tình yêu thương lại dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự và nín chịu mọi sự. Mở đầu là sự nhịn nhục, kết thúc là sự nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếc là sẽ thôi. Sự thông biết rồi sẽ bị bỏ, nhưng tình yêu thương sẽ không bao giờ bị hư mất. Amen. Vì sao lời tiên tri sẽ hết? Bởi vì lời tiên tri là điều gì báo cho mình nó sẽ xảy ra. Khi bạn gặp Chúa thì tất cả mọi lời tiên tri nó đã được ứng nghiệm, không cần lời tiên tri nữa. Sẽ có một ngày bạn gặp Chúa, cầu nguyện tiếng lạ không cần nữa, cầu nguyện tiếng lạ chỉ cần cho bạn ở trên đất này. Bởi vì kẻ cầu nguyện tiếng lạ là tự gây dựng lấy mình. Cho nên khi bạn gặp Chúa rồi, không cần phải tự gây dựng lấy mình trên đất này nữa. Lời Kinh Thánh chép rằng sự thông biết rồi sẽ bị bỏ. Khi bạn mặt đối mặt với Chúa trên muôn Chúa, vua trên muôn Chúa, vua, thì bạn không cần phải lần mò tìm hiểu nữa. Chính Chúa sẽ mở mắt cho bạn hiểu được điều mà bạn chưa được biết. Tình yêu thương quan trọng. Amen. Nó bắt đầu từ bây giờ. Đấng yêu thương đang ở trong bạn, và nó sẽ phát triển giống như một cây. Hãy nhắc lại cùng tôi: trái của Đức Thánh Linh. Bạn hiểu vì sao gọi là trái Đức Thánh Linh không? Bởi vì trong đó có sự sống. Đầu tiên là cây Thánh Linh, sau đó từ cây Thánh Linh đó mọc ra lá, cành, hoa, và từ đó nó ra trái. Không phải tự nhiên có trái đâu. Nó phải từng bước một, từng bước một. Tính cách nó phải đi theo ngày tháng. Tính cách phải từng bước một. Amen. Ở trong Kinh Thánh, cái từ Thánh Linh viết hoa, nhưng nguyên bản tiếng Hy Lạp không có chữ to chữ nhỏ, mà nó là bông trái của tâm thần được tái sinh của mình đấy. Cái tâm thần tái sinh của mình có những bông trái yêu thương, nhịn nhục, nhân từ. Nó là bông trái từ sự tái sinh của mình trong sự sống với Chúa Giêsu. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng chúng ta cần chín trái Thánh Linh. Hallelujah. Tình yêu thương thật là quan trọng. Hebrews đoạn 6 câu 11-12.
Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng. Như vậy là cái như vậy gì? Là về tình yêu thương đấy. Tình yêu thương hay nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, mềm mại. Tình yêu thương không vui trong sự không công bình nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương dung thứ mọi sự, trông cậy mọi sự. Amen. Hallelujah. Có một vị sứ giả hay là sứ đồ nói với tôi một câu rất là đặc biệt. Ông nói rằng: Mục Sùng à, người ta cứ bảo tin Chúa khó, nhưng đối với tôi, Chúa tin vào mình khó thật. Mình tin Chúa, Chúa như vậy làm sao mà không tin được. Nhưng mà Chúa mà tin được vào mình mới khó. Amen. Ai hiểu được câu nói này, chân lý giơ tay tôi xem nào. Tôi biết rõ lắm. Hứa ơi là hứa với vợ, thế mà ngày hôm sau lại quên. Yeah. Anh hứa với em, anh sẽ thế này thế kia, thế mà vẫn chứng nào tật đấy. Chứ bạn cứ chê chồng của bạn, xin lỗi bạn, bạn không phải là cô đơn trong câu lạc bộ có những ông chồng màu đỏ óc ở trên trời. Chúng tôi là như vậy đó. Vừa rồi tôi bắt tay một người chị em nói rằng: Chúc mừng chị, có chuyện gì không? Chị kể một số điều về chồng của chị. Tôi nói rằng: Chị ơi, chồng chị không phải là người cáo biệt. Tôi cũng giống như vậy đấy. Bởi vậy cho nên hãy đánh giá những gì chồng làm, bởi vì không phải nghiêm nhiên người ta gọi chúng tôi là cậu bé to. Amen. Đàn ông là cậu bé to, trông to như vậy đấy nhưng vẫn là cậu bé. Nó cần sự động viên, nó cần sự đánh giá việc làm của nó. Amen. Đừng chê trách nhiều quá. Amen. Amen. Có người cười tươi. Thấy có đồng minh rồi. Hallelujah. Tiếp theo, câu 12. Đến nỗi anh em không chế nài, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Tôi vừa rồi trong sự cầu nguyện nói với anh chị em rằng không có một sự thành công nào tình cờ. Có sự thất bại, bạn tình cờ gặp thất bại. Nhưng thành công không có trả giá, không bao giờ thành công. Thất bại bạn phải trả giá sau đó, còn thành công phải trả giá trước đó. Nếu bạn muốn thành công thì hãy chọn cách trả giá trước. Còn nếu bạn mà muốn trả giá sau thì chắc chắn thất bại bạn sẽ gặp trước. Thành ra anh chị em ơi, đằng nào cũng trả giá, không trước thì sau. Tại sao chúng ta không lựa chọn xin Chúa cho trả giá trước? Amen. Hallelujah. Sự đức tin để cho bạn biết được cái điều gì bạn cần phải trả giá. Sự nhịn nhục đòi hỏi bạn đầu tư thời gian, tiền bạc, sức lực, cả mối quan hệ nữa. Và sau đó là thành công sẽ tới với bạn. Abraham 24 năm. Joseph. Joseph. Chúng tôi đến thuê cái nhà thờ của người Đức vừa rồi trò chuyện với ông đó. Tôi thấy có mấy người Việt Nam, hồi nhóm nó có 5 người, mười mấy năm rồi. Có một người ở trong số đó từ bên Mỹ sang, ngồi cũng chửi chúng ta kinh hoàng. Tôi bảo: Ông ơi, tôi mới gặp lại ông 13 năm, mà ông đi ông kể cho mọi người rằng tôi đuổi ông cách đây 7 năm. Tôi bảo: Ông nằm mơ à? 13 năm tôi mới gặp ông, thế mà ông đi ông kể cho mọi người nước Đức này rằng tôi đuổi ông ra khỏi hội thánh 7 năm trước. Xin lỗi, 7 năm nào tôi mới về đây 7 năm, mà người ta đuổi ông cách đây hơn 7 năm rưỡi trước là 8 năm. Ông bảo tôi là Mục Sư Hùng đuổi ông ra khỏi hội thánh. Ông đi ông kể đủ mọi thứ. Và ông Mục Sư Đức ông nói rằng: Mục Sư ạ, thôi đừng chấp những lời đó. Tôi bảo: Ông ơi, cái đó là chuyện vặt lắm. Trong chức vụ 20 năm của tôi học được một bài học. Chuyện người ta chê bai với mình là chuyện thường tình. Cái chuyện mà nhỏ như con thỏ ăn cỏ này. Nếu bạn vẫn còn nhìn thấy thỏ đến bây giờ ăn cỏ thì có nghĩa là bạn còn gặp nhiều đối tượng. Nếu bạn thất bại, họ sẽ thương hại bạn. Còn nếu bạn thành công, cũng người đó sẽ ghét bạn đến xương tủy. Mọi người hiểu không? Nhắc lại này, khi bạn thất bại, người ta thương hại bạn, vỗ về bạn để cho bạn tủi thân. Họ sẽ vỗ về bạn cho đến mức độ bạn tủi thân đến chết luôn. Còn nếu như bạn thành công, nó sẽ bày mưu để đẩy bạn xuống hố cho đến bạn đến chết luôn. Thành ra bạn lựa chọn cách nào? Đừng bao giờ để tiếp nhận những lời đó. Amen. Thành ra có những kẻ sẽ đến vỗ về bạn để thổi vào bạn xăng
thù hận cái người mà làm cho bạn thất bại. Tưởng là tốt, tưởng là đồng minh, nhưng hãy nhớ một điều rằng họ đang học nguyên tắc chung một kẻ thù chúng ta là bạn. Không, cho nên kẻ thù kia diệt rồi, nó sẽ diệt bạn đấy. Bạn đừng bao giờ sống với triết lý kẻ thù của kẻ thù là bạn của bạn, bạn của kẻ thù là kẻ thù của bạn. Không, đừng tiếp nhận câu nói đó. Amen. Tôi học được tấm gương của Joseph. Tôi trò chuyện với mục sư người Đức đó, tôi nói rằng: mục sư ạ, tôi đã học được bài học của Joseph. Cái ông đó từ bên Mỹ không ăn thua. Có những người môn đồ mà tôi đào tạo phản bội mới là đau. Có những con người ngay trong nhà phản bội còn đau hơn nữa. Có những con người vợ nằm ngay kề trong giường phản bội. Nhưng mà Chúa dạy rằng Chúa Giêsu đã cầu nguyện lạy Cha, hãy tha thứ tội ác của họ. Joseph đã học bài học. Tôi kể cho mục sư đó nghe. Joseph đã học bài học đẻ thằng con. Một thằng là đặt tên là quên, một thằng đặt tên là được phước gấp đôi. Alleluia. Nó không phải là lý thuyết, nó là trên thực tế cuộc sống của tôi vậy. Mỗi lần đi như vậy, không phải vô tình, tôi đẻ cho hai thằng con trai. Một thằng tên là Danny đấy, một thằng tên là Jeremy đấy. Chả nhẽ bố của nó đặt nó thằng, mày là thằng quên đi, mày là thằng được phước gấp đôi đi, thôi Danny. Nhưng bố nhìn con là thằng quên. Nó được đẻ tại Nga để mà nhớ những điều đó mà quên. Nó được đẻ tại Đức này để nhớ được phước gấp đôi. Mỗi lần dắt tay hai thằng: quên ơi, bố mày không nhớ nỗi đau đâu. Phước ơi, quên thì mới được phước gấp đôi, được phước gấp đôi mới dễ quên. Nó cứ theo chu kỳ tịnh tiến vậy, theo cái hình lò xo lên cao hơn. Cuộc sống của bạn tuần này tới tuần sau, tháng này tới tháng sau, năm này tới năm tiếp, bạn dường như giống như một con ốc sên vậy. Nó tịnh tiến phát triển, thả dần những vỏ ốc ra, cứ quên để thả. Nó phát triển bên trong to hơn, lại một vỏ mới được xuất hiện. Bạn ơi, hãy quên để được phước, được phước để mà dễ quên. Amen. Amen. Và tôi nói với người mục sư đó rằng tôi thấy người đó đáng thương. Trước khi rời khỏi đó, tôi bắt tay, tôi nói với ông ấy rằng: ông ơi, thứ nhất, chúng ta ngồi ở đây để bàn chuyện khác. Ông không cần bới cái đống rác thối đó bao nhiêu năm lại. Mà nếu ông muốn, hãy tìm đối tượng đó mà gặp. Tôi là ai mà ngồi nghe những chuyện đó? Bốn con người đang ngồi tại đây, họ có tội gì mà nghe những chuyện đau của ông để cho họ đau thêm? Đã đau rồi, đừng tạo ra cơn đau cho người khác nữa. Tôi nói với ông ấy rằng: ông ơi, kết quả trả lời ông à, kết quả trả lời, tôi học nguyên tắc của Đại Bàng, không cạnh tranh như quả. Cứ bay thật cao, quả chim nó chê bai bạn, đừng nghe, hãy vỗ cánh bay cao lên, bay cao trên các tầng mây. Đó là sự cạnh tranh hay nhất. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ được Chúa Trời. Hallelujah. Sách Matthew đoạn 15, đây là câu chuyện cuối cùng tôi chia sẻ, nói về sự nhịn nhục. Làm sao đức tin cộng với sự nhịn nhục hưởng lời hứa. Oh hallelujah. Bạn và tôi đã nhiều lần rơi trong hoàn cảnh này, và có những người đang ngồi tại đây, bạn rơi vào hoàn cảnh đúng người đàn bà bây giờ vậy. Đức Chúa Giêsu đi từ đó vào bờ. Câu phía dưới: Đức Chúa Giêsu đi từ đó vào bờ cõi thành Tyre và thành Sidon. Xảy có một người đàn bà xứ Canaan, người đàn bà này dân ngoại, không phải dân Do Thái, từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng: lạy Chúa, là cháu, con cháu vua David, xin thương xót tôi cùng, con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn lại gần, đến gần cố nài xin rằng: xin thầy truyền cho người đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Xong người đàn bà lại gần lạy ngài mà thưa rằng: lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Ngài đáp rằng: không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: lạy Chúa, thật như vậy, xong mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống.
Ngài bèn phán rằng: hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành. Hỡi người đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn. Kinh hoàng chưa? Không phải theo ý ta, mà theo ý ngươi muốn. Ngươi muốn cái gì sẽ được cái đó, bởi vì ngươi có đức tin lớn. Đức tin lớn ở chỗ nào? Đây là câu chuyện đặc biệt cho tôi và bạn. Có một người đàn bà không nằm trong diện tem phiếu. Có người đàn bà không nằm trong diện được ưu tiên. Gia đình có công, con bị mắc quỷ ám, chạy tới với Chúa Giêsu. Mà Chúa xuất hiện ở đâu, đám đông sẽ bu đặc lại ở đó. Người đàn bà đã nói rằng: lạy Chúa Giêsu, con vua David, hãy thương xót lấy con gái của tôi, nó bị mắc quỷ ám. Quay trở lại câu 25, Chúa Giêsu không thèm đáp vào lời nào. Khinh người không? Tôi và bạn chỉ cần một người trưởng nhóm tế bào mà không chào bạn thôi đó, lập tức hội thánh không có tình yêu thương, bỏ đi ngay rồi. Có nhiều người như vậy đó. Có một nhiều người họ chỉ trích hội thánh không có tình yêu thương và họ đi tìm tình yêu thương ở nơi khác. Có lần tôi gặp một người cũng trong tình trạng như vậy tại bên Nga. Tôi lấy cái nhẫn ném y chang như vậy và đi ra chỗ khác đi tìm. Hỏi tìm gì? Tôi tìm cái nhẫn. Hỏi nhẫn rơi ở đâu? Nhẫn rơi ở nhà người kia. Tại sao lại tìm ở đây? Vấn đề của nhiều người, họ đánh mất cái nhẫn đó ở trong hội thánh này mà lại đi tìm cái mất đó ở hội thánh khác. Bạn tìm không đúng chỗ. Bạn nói rằng ở đây không có, mà lúc ban đầu bạn bảo có. Khi bạn đến hội thánh nửa năm đầu tiên, bạn ca ngợi và bốc lên tận trời những con người trong hội thánh này, mà bây giờ thì bạn bảo không có tình yêu thương mà đi sang hội thánh khác, đang bốc hội thánh đó lên trời. Bạn bảo ở bên kia không có tình yêu thương. Câu trả lời: bạn tìm cái nhẫn của bạn không đúng chỗ, bạn mất. Hãy quay trở lại chỗ mà bạn rơi. Giống như môn đồ của Elise vậy, rơi cái rìu xuống dưới ao, dưới hồ. Nói rằng: thầy ơi, con đánh mất rìu rồi. Elise nói: rơi ở chỗ nào? Chỉ đúng chỗ rơi. Elise cắt một cành cây bằng gỗ. Nó là bằng gỗ, giống như cái chất ở đồi Gogotha vậy. Quảng thập tự đúng cái chỗ tội mà bị rơi đó. Ân tứ và tình yêu nó nổi trở lại trên mặt nước. Và Elise không thỏ tay lấy mà nói rằng: con hãy lấy nó trở lại. Không ai lấy hộ bạn lại tình thương đâu. Bạn phải tìm được đúng chỗ đánh mất. Thập tự giá sẽ giúp cho bạn nổi lên. Còn bạn phải sở hữu nó, chộp lấy nó và trở lại cho bản thân của mình. Người đàn bà này, bà thấy kêu cầu từ nơi xa, có thể mấy ngàn km, bà chạy tới để tìm kiếm cơ hội dành cho con gái của mình. Thế mà con người Giêsu này, người ta quảng cáo ông là một đấng nhân từ thương xót. Tại sao tôi la khản cổ như vậy mà ông lại im lặng? Chúa bộc lộ cho tôi và bạn thấy Ngài không phải là người theo hội từ thiện. Ngài không theo hội thập tự đỏ đến xin mà không thèm trả lời. Mà không phải bà kêu một lần đâu, bà kêu nhiều lần đến mức độ 12 ông môn đồ đứng bên cạnh Ngài giãn cả tay. Giãn tay đến mức độ đến gặp Chúa Giêsu, nói rằng: Chúa ơi, không trả lời cho người đàn bà này, cho bà về đi cho xong, im lặng làm gì cho mệt. Nó đeo chúng ta như đỉa đói vậy, nhức đầu quá đi, ăn không ngon, ngủ không yên, uống không nước, có thấy đắng ở miệng. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Bạn và tôi đã lần nào cầu nguyện Chúa không đáp lời chưa? Tôi nhiều lần. Thường 6 tháng đầu tiên khi tin Chúa, cầu nguyện sai, Chúa cũng đáp lời nhá. Trời đang mưa, cầu nguyện bảo trời ngừng mưa, ngừng ngay. Tôi đã nhiều lần. Và chính bố tôi nhìn thấy, hồi đó phải vào trong Thanh Hóa, trời mưa như vậy. Ông khích tôi câu nói đó, tôi chạy ra cầu nguyện.
Và Chúa cho tôi nửa tiếng nữa trời sẽ ngừng mưa. Và tôi nói bố tôi nửa tiếng nữa trời sẽ ngừng mưa. Và tất nhiên trong nửa tiếng đó trận chiến, trong sự cầu nguyện bởi đức tin, và đúng nửa tiếng trời ngừng mưa. Có nhiều câu chuyện, nhưng anh chị em ơi, không phải mãi mãi như vậy. Rồi cho tới một ngày bầu trời dường như đóng lại, đất ở dưới chân tôi như đồng vậy, cây không mọc, bầu trời đóng cửa không có câu trả lời, Ngài chẳng đáp một lời. Dường như lúc này tôi bước vào một ngưỡng cửa thứ hai. 6 tháng đầu tiên xin thì được, 6 tháng sau lúc này tìm mới gặp cơ. Tìm mới thấy, không tìm không thấy. Bạn người nào có con tại đây giơ tay tôi xem nào. Yeah. Cái hồi nó bú sữa đấy, nó kêu là được. Hai đứa con tôi, mẹ nó cho ngay cái tí vào miệng. Tháo ngay cái pompe ra ỉa đùn. Khi nó lên 4-5 tuổi, nó đòi sữa sữa. Không có chuyện tự nhiên có đâu. Tôi cầm bình sữa lắc lắc, cốc đâu? Nó phải đi tìm bằng được cái cốc, sau đó mới đổ sữa vào. Lớn lên một chút nữa rồi, nó bảo uống sữa cầm cái cốc, sữa trong tủ lạnh, đi vào mà lấy. Bố mẹ có trách nhiệm mua sữa về, và con cần biết nó ở đâu, và tự đi mà lấy. Mọi người hiểu không? Hồi con nhỏ, nó bảo phải mua, lập tức mua ngay đồ chơi cho nó ngay. Bởi vì nó còn nhỏ. Lớn lên một hồi, xin đi. Bác ba biết mà, xin đi thì được. Bác ba biết rồi, việc gì phải xin? Xin đi thì được. Cho con xin mua cái Lego. Ok, bác ba mua xong, cầm đi. Này này dừng lại, nói gì? Đang cờ, ok. Bạn hỏi, quá quắt. Ông quá quắt. Ông biết con ông cần gì. Ông có tiền mua cho nó, ông muốn mua cho nó. Tại sao bắt phải xin? Câu trả lời đơn giản. Tôi muốn cho con tôi xin, để cho nó biết rằng nó đang sống trong một thế giới, nó không phải là cái rốn của vũ trụ này, nó không phải là người mà mọi người phải đoán nó thích gì để chiều nó. Vì nếu không dạy nó bây giờ ra ngoài đời, đời sẽ đầy đọa nó chết luôn. Tôi không muốn con tôi chết ở ngoài đường. Mọi người hiểu không? Tôi muốn nó mở miệng xin, để khi nó được nhận, nó biết cảm ơn ai. Chứ không phải nó là trung tâm của vũ trụ. Nó không phải là tướng, nó không phải là vua, nó không phải như con gái của tỷ phú chủ tịch hãng máy bay Đại Hàn vừa rồi. Amen. Tôi không muốn con tôi đi tù. Tôi không muốn con tôi bị xử phạt bởi bọn đầu gấu. Bởi vậy cho nên anh chị em, con bạn muốn sống ở bên ngoài thế gian, nó cần phải được đào tạo và nghiêm khắc ở trong nhà trước. Amen. Amen. Chiều nó tại nhà sẽ chết nó ngoài đời. Amen. Hãy vô tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Ngài không đáp một lời. Môn đồ đến nói với Ngài, đuổi họ về đi. Ngài đáp rằng đây mới là câu lên kịch điểm này. Bắt đầu Chúa vặn tốc độ, lò sưởi cao hơn. Ngài đáp rằng câu 24, ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Chúa nói cái loại này nhá, có đến Tết, còn bây giờ là phải ưu tiên hàng, ưu tiên số 1 này, có công này, đi chiến trường B ra này, thương binh liệt sĩ này, rồi loại này á, còn lâu. Kinh không? Nhiều khi chúng ta là ông tưởng to à, ông tưởng to à, chào là đi ngay đấy. Nhưng người đàn bà này, Chúa nói bà có đức tin qua sự nhịn nhục và kiên trì. Người đàn bà này xong câu 25, xong người đàn bà lại gần, không bỏ đi nhá. Sau người đàn bà là lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng, lạy Chúa xin giúp tôi cùng. Kinh không? Một bí mật tôi bật cho bạn biết, bất cứ một ai thờ lạy thần tượng nào thì người thờ lạy đó với thần tượng không hề có mối quan hệ. Người ta chỉ thờ thần đó để thần đó mang lại lợi ích cho họ về túi tiền. Nếu không mang lợi lộc đến cho tôi lập tức tức phế đưa ông khác lên để thờ. Người đàn bà này đến từ một xã hội thờ lại nhiều thần tượng, nhưng bà ta đã hiểu được nguyên tắc của Đức Chúa Trời toàn năng là cha. Bà ta tới thêm vào lời cầu nguyện mối quan hệ.
Amen. Ai là người làm vợ tại đây giơ tay tôi xem nào. À, nếu người nào chưa làm vợ hãy bịt tai lại. Đàn ông chúng tôi có một cái thói xấu cứ xin lỗi mà khen nhiều là biết ngay chúng muốn gì. Mọi người hiểu không? Buổi tối mà cứ khen nhiều, vợ khen vợ nhiều và xin lỗi nhiều đó là muốn cái gì sau đó rồi. Chúa không muốn Ngài bị lợi dụng. Ngài cần mối quan hệ trước, sau đó những điều công việc. Người vợ cần mối quan hệ là biết chồng yêu mình chứ không phải lợi dụng. Người chồng biết vợ yêu mình và kính trọng chứ không phải là vắt kiệt. Rồi sau đó những chuyện khác. Chúa muốn cho người đàn bà này biết được rằng Ngài là tất cả, chỉ có Ngài biết được con. Chỉ có Ngài yêu con, kể cả không trả lời thì con vẫn yêu Ngài. Amen. Amen. Hallelujah. Tôi càng ngày càng đẹp trai hơn. Ngày xưa xấu lắm. Và tôi cảm tạ Chúa rằng người vợ của tôi đã lựa chọn yêu tôi, mà không phải bởi vì trên đất này đàn ông chỉ toàn người chuột mắt với lại què chân, cho nên không lấy anh thì lấy ai. Mọi người hiểu không? Tình yêu phải có sự lựa chọn. Amen. Những người đẹp trai ngồi tại đây. Amen. Amen. Ông Khánh cũng giơ thẳng tay cao như vậy. Còn một số người biết mình đẹp trai đấy nhưng mà cứ xấu hổ không giơ. Bạn ơi, chúng ta thử biết khi mối quan hệ có và thực sự yêu nhau, cái gì cũng không tiếc. Người đàn bà này làm như vậy, tưởng là Chúa trả lời à? Không. Chúa lại vặn thêm nhiệt độ cao hơn. Câu tiếp theo, câu 26, Ngài lại đáp rằng không lên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Không phải chó mẹ nha, không phải chó bình thường, chó con. Khinh chưa? Đầu tiên Ngài im lặng không trả lời. Câu sau Ngài so sánh địa vị của bà này với dân Do Thái là loại không được ưu tiên. Còn đến bây giờ Ngài hạ thấp bà về giá trị. Không ai lấy bánh của con cái mình cho chó con ăn. Xỉ nhục chưa? Bạn đã lần nào bị một người ngoại quốc hay là người Đức xỉ nhục bạn đầu chó? Bạn thấy thế nào? Về mài dao. Tôi với thằng bạn tôi vừa làm chứng cho nó xong, đi từ metro đi bộ về ốp sinh viên trường mỏ. Có 5 thằng thanh niên nó nhảy vào, tôi vác thêm trên vai này 20 quyển Thánh Kinh Tân Ước, nó tưởng tôi vác bịch hàng. Nó lao vào quánh hai chúng tôi tới tấp. Hai thằng tôi túi bụi, tôi về nhà vừa vác thằng bạn về, tôi đỡ hơn vì trước đó tôi cũng học võ. Tôi biết tôi đỡ hơn, về đến nhà nó nằm trên giường nó bảo Hùng ơi, nó thằng Thanh Hóa mà. Hùng ơi, Chúa mày ở đâu? Tao bỏ vợ tao từ dưới thành phố xa lên đây để tao mày quan trọng, mày kể tao với Chúa Giêsu. Thế mà sao được, mày để cho đánh như này, Chúa mày đâu? Nó đi từ thành phố xa lên đây gặp tôi để tôi kể cho nó nghe về Chúa Giêsu của tôi. Thế mà chui từ metro lên đi bộ về, đâu tôi có tiền để đi bắt taxi đón bạn đâu. Thế mà gặp một thằng cướp, nó ra nó cướp, nó vác luôn cả cái bịch Thánh Kinh của tôi đi mất nữa. Nó từng bịch hàng. Mọi người tưởng tượng trong hoàn cảnh như vậy. Tôi bảo Chúa ơi, sao Ngài im? Ngài không những im lặng thì đã tốt rồi, bây giờ Ngài cho phép nó đánh tơi tả như vậy. Làm chứng gì bây giờ nữa? Tôi về, thằng kia thì nó ở nhà nó vừa lấy soi gương, lấy băng, lấy cao hổ đó xoa xoa vết thương, vừa xoa xoa vừa chửi. Còn tôi đi ra ngoài ban công đứng khóc ròng. Chúa ơi, tại sao lại như vậy? Hallelujah. Khóc còn được 5 phút và 7 phút gì đó, tôi cầu nguyện tiếng lạ, vừa khóc vừa cầu nguyện tiếng lạ. Chúa mới cho tôi xem lại hình ảnh cái vụ cướp đó. Nó chỉ trong vòng khoảng 3 đến 5 phút thôi. Chúng tôi vừa ra khỏi metro đi bộ được 15 mét thì từ trong bụi cây chỗ tối đó 5 thằng ập ra đánh. 2 thằng quay thằng bạn tôi, 3 thằng quay tôi. Tôi vứt cái bịch ra, 1 thằng ôm cái bịch cho chạy, còn 2 thằng quay tôi. Và trong khi tôi đang đỡ như vậy thì thằng bạn tôi bị ngã gục ở đầu kia rồi. Tôi mới lao ra để mà đỡ cho cậu bạn tôi á, thì có một thằng nó đập vào vai tôi đằng sau lưng này này. Tôi quay mặt nhìn vào đó như vậy, đang cứ quay mặt nhìn, nó đưa thẳng vào mặt tôi cái bình gas xịt hơi đấy, để ngất đấy, xịt thẳng vào mặt tôi như vậy. Mà trong ánh sáng điện đấy, bóng điện, tôi nhìn thấy vào mắt của nó. Và lúc đó tôi mới hỏi hình ảnh này có nghĩa gì. Chúa mới cho tôi nhớ lại câu nói từ miệng tôi phát ra lúc đó: hãy đến với Chúa Giêsu đi. Lúc mình như vậy thôi, nó phục vào mặt tôi như vậy, tôi né được nó một nửa mặt rát tê. Sao cậu nhìn mà hồi không, thấy tôi có chuyện gì cậu
quay cổ chạy. Tôi hỏi câu đó có chuyện gì? Và Chúa nói với tôi rằng nó là con của một người tin Chúa, đi theo bạn xấu và bố mẹ nó cầu nguyện cho nó. Và ngươi có nhớ câu nói từ miệng ngươi lúc đó không? Tôi nhớ. Hãy đi trở về với Chúa Giêsu đi. Ta tận dụng cơ hội đó. Tôi nghe được cái câu chuyện đó, anh chị biết không, lòng tôi vui. Hallelujah, tôi cười. Vừa cười vừa khóc, đứng ngoài ban công chạy vào. Thằng bạn tôi đã dịch xong mấy vết thương rồi, đang mài dao. Trời, tao sẽ ở lại đây 3 ngày. Đi lùng chúng mày xỉa. Nó cứ ra ngoài nhà tắm, nó xỉa dao như vậy. Còn tôi vui mừng. Tôi kể lại cho nó, bảo ông mày bị thần kinh rồi, nó đấm như vậy mà còn cười tươi được. Không sao, chúng tôi đi tìm lại. Tôi tìm lại xem thánh kinh nó vứt chỗ nào. Còn nó tìm lại tung tích thằng nào trong gian gian để đâm. Tôi không biết nó đến bao giờ quên được chuyện đó. Nhưng nó nhớ ngày nào, nó thù ngày đó. Còn tôi được sự giải phóng. Tôi biết rằng Chúa luôn luôn có những cơ hội để thay đổi tính cách của mình những lúc gian nan khó khăn. Và cũng tận dụng những cơ hội đó để làm lợi cho kẻ khác. Một kẻ làm hại tôi mà giờ phút gian nguy đó, từ miệng vẫn có sứ điệp đến với nó rằng hãy quay trở về với Chúa Giêsu đi. Tôi không biết sẽ gặp lại cậu đó khi nào, nhưng sẽ có một ngày trên thiên đàng, cái khuôn mặt đó sẽ chạy lại với tôi nói cảm ơn anh. Cái lời đó, trong lúc tôi làm hại anh mà anh vẫn nhớ tới linh hồn của tôi, nó đã thức tỉnh tôi và quay trở về với Chúa Giêsu. Hãy vỗ tay cảm tạ được Chúa Trời. Hallelujah. Người đàn bà này đã không bị khinh miệt. Bà ta nói rằng lạy Chúa, thật vậy. Xong con biết được rằng ngay con chó con đó ở trong nhà cũng có khẩu phần của nó. Con không đòi hỏi khẩu phần của con cái ngài, con cần khẩu phần bánh thừa mà đằng nào cũng vứt đi đó, dành cho chó ở trong nhà. Bạn, người nào có nuôi chó giơ tay tôi xem. Nhà tôi đã từng, tôi không có chó nhưng mà chó nhà bà bác tôi tại quê là thường xuyên có một cái đĩa canh, cơm thừa canh cặn và mấy khúc xương đó, là không vứt vào thùng rác đâu, nhặt vào để ra cái đĩa dành cho chó. Tất nhiên đứa con mà bà bác tôi ra gặm nó là không được gặm vì đây dành cho chó, vì không có gì đâu để mà gặm. Cái khẩu phần đó chó vẫn có cái để mà nó ăn. Người đàn bà này nói rằng con biết ngài nhân từ, kể cả con thấp như chó vậy nhưng con cần cái phần mà đấng tạo hóa dành cho cả loại chó đó nữa. Và bà đã nắm được cái quyền ở chỗ là Chúa nhân từ, không tay vì ai hết, ngài sẽ làm cho tôi nữa. Và Chúa mới nói rằng người có đức tin lớn, cái gì người cầu xin nó được thành cho người. Bởi vậy cho nên chúng ta cần có đức tin, anh chị em, đức tin và sự bền bỉ, đức tin và đừng đầu hàng. Nếu Chúa im lặng, bà đã đặt câu hỏi vì sao ngài im lặng, chưa chắc câu im lặng của ngài là ngài im lặng đâu. Im lặng nó nói nhiều thứ lắm, mọi người hiểu không? Có nhiều khi bạn cầu nguyện Chúa im lặng là ngài đang nói bạn, con cần phải chỉnh lại một số cái sai trong đời sống của con đấy. Con phải xem lại xem, ai đã một lần nào nhìn thấy chồng của bạn im lặng 5 ngày trong nhà, giơ tay tôi xem nào. Có người phụ nữ đến gặp tôi nói rằng mục sư ơi, hãy cho tôi biết tại sao ông ấy ở im lặng mấy ngày rồi. Mục sư cầu nguyện cho tôi đặt tay lên đầu cô ta cầu nguyện. Xin Chúa ban cho người nữ này sự khôn ngoan để về nhà nghe được cái gì mà chồng của chị muốn nói khi không nói gì. Cô nói rằng không nói gì làm sao mà nghe thấy nó nói gì. Tôi bảo đấy mới là nghệ thuật đàn ông. Đàn ông không nói gì là nói nhiều lắm. Hãy về nhìn nó mà đoán xem nó nói cái gì khi nó không nói gì. Mọi người hiểu không? Mọi người nghe giống như chuyện lần đầu tiên gặp vậy. Đàn ông mà không nói gì là nói nhiều lắm. Đàn bà cũng vậy đấy chứ không phải đàn ông đâu. Im lặng một ngày là nói nhiều thứ lắm. Nhìn mặt là biết đoán ngay. Cứ mặt bánh đúc hai má phình ra như vậy là biết ngay là nói gì rồi. Thành ra chúng ta hãy đáp ứng những điều gì bạn thừa biết. Vợ bạn nói cái gì, chồng bạn nói cái gì, đơn giản hãy giải quyết. Và cũng như vậy, câu chuyện ngày hôm nay mà tôi muốn chia sẻ sự nhịn nhục, đức tin cộng sự nhịn nhục hưởng lời hứa. Tính cách của bạn sẽ được phát triển qua sự nhịn nhục. Bởi vậy cho nên mỗi một lần nhịn nhục, tính cách của bạn càng ngày càng được vàng ròng hơn. Amen. Nào hãy cùng nhau đứng dậy nào. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.